Chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì cũng nhận được một cuộc gọi của khách hàng, đó chính là muốn tìm một dòng loa nào thuận tiện cho cái vấn đề gọi là di động và cũng như là sử dụng tại nhà. Qua sự tư vấn của các bạn thì khách hàng đã ghé showroom. Thì vì là nhu cầu của khách hàng nó chính là ca hát là chính, cho nên là khi mà khách hàng test thử hai dòng loa, đó là dòng Bolero Pro 8 và dòng Electro Voice Evolve 30M, thì khách hàng đã quyết định lựa chọn là dòng Electro Voice Evolve 30M. Thì giữa hai dòng loa này nó có sự khác biệt như thế nào mà tại sao khách hàng khi test qua lại quyết định lựa chọn là dòng Electro Voice? Và ở một tiếp tới thì mình sẽ chia sẻ và cũng như là so sánh chi tiết những cái dòng sản phẩm mới nó có những cái tính năng như thế nào so với dòng Bo, để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn về các thông tin của các sản phẩm. Thì hôm nay thì mình cũng qua để lắp đặt cho khách hàng và cũng là lắp đặt xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ mời tất cả mọi người chúng ta sẽ nghe thử một vài đoạn nhạc khi khách hàng đã test để xem là cái dòng sản phẩm này nó cho ra cái chất âm như thế nào. Và để đánh giá một cách khách quan hơn thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ ghé bên Thiên Vũ, chúng ta chơi, chúng ta trải nghiệm, chúng ta nghe rồi chúng ta cho ra những cái đánh giá một cách thực tế, khách quan hơn mọi người ha. Trường ngày xuân đắp cưới đôi đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ, tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ, chưa một mình đi phố hồn không nắng không mưa, tôi muốn quên theo những ngày đời mưa dầu sóng. Tôi muốn yêu em những tình nghĩa mua bao giờ, tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, bao mình thì tay ngắn làm sao chẳng bao giờ biết chúng ta thôi hiểu nhau anh. Thì vừa rồi thì khách hàng cũng đã có test một vài đoạn nhạc rồi, thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào thì chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe và sẽ xin chào tất cả mọi người ha.